Hiện nay, với sự bùng nổ của mạng di động tế bào, vấn đề quản lý giám sát tần số được đặt ra không chỉ đối với các cơ quan giám sát, mà đây còn là nhu cầu của các nhà cung cấp mạng di động tại Việt Nam. Giải pháp Pixitel HP Flex Scanner là một trong những giải pháp nổi bật để giải quyết vấn đề này. Đây là một trong những giải pháp nằm trong hệ sinh thái của Nemo Keysight, được cung cấp bởi ASIC tại Việt Nam. Pixitel HP Flex Scanner là một máy quét tần số dùng để thu thập thông tin về chất lượng dịch vụ mạng di động tế bào, đồng thời giúp người dùng phát hiện ra tất cả các tần số mạng di động đang hiện hữu. Pixitel HP Flex hỗ trợ cả tính năng quét phổ. Đây là một tính năng khá nổi bật trên thiết bị này. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về giải pháp này, mình sẽ đi vào chi tiết sản phẩm. Pixitel HP Flex Scanner là một thiết bị nhỏ gọn, được thiết kế để có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời. Thiết bị bao gồm các thành phần chính sau: thân máy Pixitel HP Flex, anten bao gồm cả anten giải tần R1 và R2, GPS, dây cáp nguồn, dây cáp dữ liệu. Ngoài ra, để sử dụng thiết bị, Pixitel HP Flex sẽ được kết nối với Nemo Outdoor, là một phần mềm đo kiểm chuyên dụng của Keysight. Trước khi thực hiện các bài đo demo, mình sẽ thực hiện thao tác kết nối Pixitel HP Flex Scanner với phần mềm đo kiểm Nemo Outdoor. Chúng ta sẽ có hai cách kết nối. Cách thứ nhất là cách kết nối thủ công. Tại giao diện chính của Nemo Outdoor, chọn Add Scanner, sau đó chọn Pixitel HP Flex, sau đó ấn OK. Sau đó chọn Go to Online Mode. Cách thứ hai là cách kết nối tự động. Tại giao diện chính của Nemo Outdoor, chọn Auto Detect để kết nối một thiết bị một cách tự động. Sau đây mình sẽ thực hiện 4 bài demo. Đó là Frequency Scanning, Pilot Scanning, Spectrum Scanning và Mobile Scan. Mình sẽ thực hiện demo trên mạng LTE vì đây là mạng phổ biến hiện nay. Bài demo số 1, Frequency Scanning. Tại trường Service, chọn LTE trong mục Frequency Scanning. Chọn Select Channel. Tại đây mình sẽ chọn 3 kênh tần số tương ứng với 3 nhà mạng khác nhau ở Việt Nam. Sau đó ấn OK. Như các bạn đã thấy trên màn hình, đây là RSSI của 3 kênh tần số tương ứng với nhóm 3 nhà mạng khác nhau. RSSI là một chỉ số đo cường độ tín hiệu thu được của các kênh tần số. Bài demo số 2, Pilot Scanning. Tại trường Service, chọn LTE trong mục Pilot Scanning. Chọn Select Channel. Tương tự như Frequency Scanning, tại đây mình cũng sẽ chọn 3 kênh tần số tương ứng với 3 nhà mạng khác nhau ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở chế độ đo này, bạn có thể chọn đo MIMO tại MIMO Mode và Dynamic Spectrum Sharing tại Signal Mode. Vì thiết bị này sẽ hỗ trợ đo cả MIMO và DSS, nên các bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn các chế độ đo này. Như các bạn đã thấy trên màn hình, đây là RSSIP của từng cell đang hiện hữu tại 3 kênh tần số đã chọn. Các bạn có thể xem nhiều thông số hơn, ví dụ như ISRQ, CINR,
Đây là các thông số đánh giá chất lượng tín hiệu của từng cell. Bài demo số 3, Spectrum Scanning. Cách cài đặt thông số như sau, chọn Add. Tại đây các bạn sẽ chọn giải tần quét với tần số bắt đầu, tần số kết thúc hoặc chọn tần số trung tâm cùng băng thông. Các bạn cũng có thể chọn giải tần có sẵn tại danh sách định sẵn bên dưới. Mình sẽ đặt quét phổ trong giải 1295MHz đến 1300MHz với băng thông phân giải là 20.000Hz, sau đó ấn OK. Các bạn đang thấy trên màn hình là đồ thị phổ của giải tần quét. Các bạn có thể quan sát phổ tín hiệu dưới nhiều dạng đồ thị khác nhau. Vì mình đang ngồi trong nhà nên cường độ tín hiệu không được cao lắm. Bài demo số 4, Mobile Scan. Mobile Scan hay còn được gọi là tính năng quét mù. Đây cũng là một trong những tính năng nổi bật của Pixitel HB Flex. Tính năng này giúp cho người dùng quét cả băng tần để tìm ra chính xác tần số đang được sử dụng trên cả băng tần đó. Để thực hiện tính năng này, các bạn làm như sau. Chọn Band Scan tại biểu tượng kết nối thiết bị đã kết nối. Tại đây, một danh sách các băng tần theo chuẩn quốc tế sẽ hiện ra. Các bạn có thể chọn một hoặc nhiều băng tần quét mù. Ở đây mình sẽ chọn băng tần phổ biến là LTE 1008 bên 3 và ấn Start Scan. Như các bạn đã thấy trên màn hình, lần lượt các kênh tần số được hiện ra với các thông số chi tiết cho từng kênh. Kết quả sau khi quét mù có thể được lưu dưới dạng file CSV để phục vụ công tác phân tích sau này. Trên đây mình đã giới thiệu và demo một số tính năng nổi bật của thiết bị Pixitel HP Flex Scanner kết hợp cùng phần mềm NemoKeySight. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.